Barrett tiếp tục đưa ra quan điểm về lùm xùm Jack và KSM rạn nứt. Nếu như cách đây ít ngày, Hot streamer Virus đã lên tiếng phủ nhận những thông tin giật gân hay lợi dụng Jack thì mới đây, Virus tiếp tục chia sẻ góc nhìn của mình về câu chuyện lùm xùm giữa Jack và KSM. Đầu tiên, nam streamer cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ cho bản demo đâm đấm của Jack cũng như đăng ký kênh YouTube của anh. Tuy nhiên, Virus khẳng định bản thu chính thức và hoàn chỉnh của đâm đấm sẽ được công chiếu trên YouTube riêng của Jack. Barrett nói thêm khi nhận lời giúp đỡ Jack cho đến thời điểm hiện tại, phía KSM và công ty chưa hề có một động thái gì xấu làm ảnh hưởng đến anh. Anh cũng hy vọng fan của cả hai bên sẽ ôn hòa và nhìn nhận mọi chuyện nhẹ nhàng hơn, vì biết đâu sau này cả hai sẽ lại hợp tác cùng nhau. Barrett cho biết khi câu chuyện xảy ra, anh vô cùng thương Jack và nhận định đây sẽ là bài học lớn để Jack trưởng thành hơn trên con đường sau này. Bên cạnh đó, Barrett còn đưa ra suy nghĩ cá nhân và nhận định KSM cũng như công ty đang đi sai hướng. Nếu như KSM chỉ cần đàn đi diễn show trong tương lai thì đó là một điều rất tệ và khiến cho sản phẩm không còn là một ca khúc. Không có producer nào cầm đàn và diễn trên một đoạn beat của người khác. Nếu kéo dài hình ảnh như vậy thì đó lại là một điều rất nguy hiểm cho KSM. Cuối đoạn clip, Virus một lần nữa mong muốn các fan sẽ dừng việc tranh cãi và thay vào đó hãy dành tình yêu thương cho thần tượng nhiều hơn. Anh cũng hy vọng trong tương lai, khi mọi chuyện đã qua, sẽ được nhìn thấy Jack và KSM xuất hiện bên nhau. Phía KSM anh vẫn án binh bất động. Từ lúc scandal xảy ra, ngoài lời hứa sẽ tiếp tục đồng hành cùng Jack trong các dự án sắp tới, tại một sự kiện âm nhạc đến nay, chàng gia công vẫn một mực giữ im lặng. Thậm chí anh đã khóa tài khoản Facebook cá nhân giữa lúc ồn ào đang được chú ý nhiều nhất. Cho tới mới đây, một người anh khá thân thiết của KSM bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái chia sẻ tình hình hiện tại của anh chàng. Người này cho biết trước sự tổng tấn công khốc liệt từ cư dân mạng, KSM hiện đang gần như rơi vào trạng thái trầm cảm. Dòng tin nhắn nghẹn lòng KSM gửi tới người anh thân thiết của mình được chia sẻ lại như sau. Em không biết sao nữa anh ơi, em bị trầm cảm mất. Ngay sau khi biết được thông tin, rất nhiều người hâm mộ đang tỏ ra vô cùng lo lắng cho KSM. Dòng status người anh thân thiết KSM chia sẻ như sau. Cố lên em ơi, không được đầu hàng, không được nghĩ linh tinh. Họ không phải là em nên họ không hiểu được em lúc này đâu. Một số người chỉ cần chửi cho sướng miệng, đừng để xảy ra chuyện xong lên Facebook viết chúng tôi xin lỗi bạn, hãy yêu thương nhau khi họ còn ở bên chúng ta. Do em ấy khóa Facebook nên mới dùng Zalo nhé. Đến thời điểm hiện tại, khi nhìn về một hành trình một năm hợp tác giữa Jack và KSM, có thể khẳng định bộ đôi sóng gió chính là một cặp bài trùng đã may mắn tìm thấy nhau để cùng phát triển trong V-Biz. Thành công đó được kể từ cái bắt tay vào tháng 4 năm 2019 với hit Bạc Phận đã thay đổi sự nghiệp âm nhạc của Jack, đồng thời là bàn đạp tạo nên một chuỗi hit kỷ lục sau này. Chuyện rạn nứt như hiện tại xảy ra đến giờ vẫn chưa ngã ngũ nên không thể đổ lỗi cho riêng cá nhân KSM hay Jack. Từng cùng nhau đi lên, cùng nhau gặt hái được rất nhiều thành công, vượt mong đợi như thế. Nên sau khi xảy ra mâu thuẫn, không chỉ Jack bị sốc tâm lý mà KSM hẳn cũng đang có những nỗi khổ tâm của riêng mình.